Xin chào các bạn, ngày hôm nay Thái Việt sẽ mời các bạn cùng theo dõi những cái máy móc và những sản phẩm mà Thái Việt đang làm ở tại công ty bên Nhật Bản. Và đây cũng là những công việc mà các bạn kỹ sư cơ khí ở Việt Nam sang Nhật Bản làm việc cũng sẽ được tiếp xúc với những máy móc hiện đại và công nghệ như thế này. Thì ở đây là những cái bàn đo, những dụng cụ đo. Đấy, những dụng cụ đo các bạn có thể thấy nhìn qua, những dụng cụ đo. Đây là máy CNC cao cấp của Nhật Bản, gồm có hệ thống hai bàn dao. Đây là loại máy rất đắt tiền, khoảng cỡ 5 đến 10 tỷ đấy. Và sản phẩm Thái Việt đang, công ty Thái Việt đang làm, và đây là cũng là sản phẩm mà Thái Việt đang trực tiếp làm, đó chính là các bạn có thể thấy đây chính là sản phẩm này nặng khoảng cỡ 3 đến 4 kg. Một ngày những người làm như Thái Việt phải bê đến 700 cục, bê 700 cục để gá vào cái máy quan này, sau đó là bưng ra kiểm tra. Đây là bàn kiểm tra. À, bên kia cũng là một cái bàn kiểm tra đặc biệt khác. Đấy. À, người ta bảo là để có thể sử dụng vận hành tốt máy móc và tất cả mọi thứ thì phải học việc để gia công cái chi tiết này một cách ổn định, thì phải học việc trong vòng 7 tháng liên tục. 7 tháng nha mọi người. À, chứ không phải là nghe một số người bảo là chỉ cần học mấy ngày là được, không có chuyện đó đâu. Đây chính là cái cục phôi này. Ngoài cái việc mình bê sản phẩm để đi kiểm tra thì còn phải bê phôi vào đây nữa. Đây là cục phôi. Cục phôi này khoảng 4 kg. Đấy, để vào đây. Đó, cái máy này nó, cái rô đà này nó sẽ gấp cái cục phôi này và nó bỏ vào trong cái máy này để nó gia công. Trong cái máy này thực hiện hai nguyên công trong hai bàn dao riêng biệt nhé. Sau đó là sản phẩm nó ra ở chỗ này này, sản phẩm nó ra chỗ này, cái máng này các bạn có thể thấy một cái số máng bên kia đấy, gồm có 4 máy. Thường thì người Việt Nam chúng tôi mới qua được 2 tháng thì sẽ trực tiếp là chạy vòng quanh 4 máy. Các bạn thấy mà 4 máy không? 1 máy này, 2 máy này, 3 máy, 4 máy này. Người mới chỉ được sử dụng máy khoan thôi. Đó, cục phôi cho ra đây này, sau đó là mình sẽ bê cục phôi ráp vào máy khoan, sau đó là máy khoan dùng xong mình sẽ kiểm tra và cho vào giỏ, thế thôi. Thì những người mới qua chỉ được làm như vậy chứ không được sử dụng vận hành những cái máy bên này. Đấy, đây là một sản phẩm thôi. Thái Việt còn phải làm những sản phẩm khác nữa. Cứ 1 tuần thì đổi công việc 1 lần, làm bên này xong rồi lại qua bên chỗ cũ. Các bạn có nhìn thấy ở phía bên kia có những cái máy bên kia thì Thái Việt đang làm bên kia. Bên kia thì dễ hơn, bên này là sản phẩm khó nên là phải học 7 tháng trời đấy. Thôi clip này nói sơ qua thế thôi. Chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.